Vâng, xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi bản tin Ba Bước. Rất là vui gặp lại mọi người trong cái bản tin đầu tiên của tuần này. Bản tin mà chúng tôi đọc tin, chọn lọc những cái tin thông tin trọng điểm để bình luận liên quan đến cái vấn đề thời sự. Mình là Quốc Khánh. Và mình là Thùy Minh. Đây cũng là một cái chương trình mà chúng tôi ở ba nơi khác nhau và cùng làm cái bản tin này. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã dành cái thời gian để mình có thể cùng bàn luận một số tin tức. Trước đây thì bản tin ba bước chuyên về Covid-19, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì với cái tình hình là dịch của chúng ta kiểm soát tốt, tình hình cũng đang có nhiều những cái diễn biến mà tích cực hơn. Cho nên là nó không phải là chuyên đề chỉ về Covid, nhưng mà như lần trước thì mình cũng chia sẻ và chắc là mọi người cũng sẽ đồng ý với quan điểm này thôi. Đấy là từ cái lúc mà Covid xảy ra đến giờ ấy, thì kể cả lúc hết dịch ấy, thì chúng ta vẫn cách nào đó bị ảnh hưởng đúng không? Và sống tiếp trên cái những cái sự kiện rất là quan trọng đã xảy ra và gần như là chúng ta đang sống rất là khác đi. Và thực sự đây là cái sự bình thường mới, và cái ảnh hưởng của Covid đối với cuộc sống, đối với nền kinh tế, với xã hội nó còn kéo dài rất dài. Ngay cả khi chúng ta đã ở Việt Nam thì chúng ta may mắn đã kiểm soát khá tốt, nhưng mà trên thế giới thì vẫn còn rất phức tạp, cho nên là những tin tức, những cái gì nó liên quan, những cái hậu của cái dịch này nó vẫn còn kéo dài. Nên là hy vọng là chúng tôi sẽ là tiếp tục có những cái tin tức quan trọng để mà bình luận với mọi người vào tối, ba tối mỗi tuần, vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Và hôm qua ấy thì hôm nay vẫn là ngày mùng 10 ở nước ngoài này, còn hôm nay là ngày 11 ở Việt Nam. Nhưng mà hôm qua thì có một cái trend và coi như Khánh có chia sẻ, hình như là năm nào cứ đến ngày mùng 10 tháng 5 thì cái trend này lại diễn ra đúng không, là chúng ta Đúng. lấy những hình ảnh tại vì là Mother's Day, ngày của mẹ, cho nên là chúng ta sẽ chọn đăng những cái hình ảnh của mẹ lúc hồi xưa chụp ảnh với mình hay là những ảnh với mẹ của mình thôi và nói những cái lời tri ân. Thì mình cảm giác là cái năm nay thì nó đặc biệt hơn bởi vì chúng ta vừa trải qua một cuộc cách ly, chúng ta cảm giác rõ hơn cái tình cảm gia đình quan trọng như thế nào, bởi vì có lẽ là ở nhà nhiều chúng ta sẽ chiêm nghiệm nhiều hơn đó. Thì mình cảm giác là cái ngày của mẹ năm nay có một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn và cũng hơi muộn một chút xíu, nhưng mà xin được chúc mừng tất cả những bà mẹ, mặc dù ngày nào thì cũng là ngày của mẹ đúng không, nhưng Chúc mừng mà thì thôi. mình, chúc mừng thì mình. cảm ơn Khánh. Thế còn thôi, 350 mấy ngày còn Sao? lại dành cho ngày của bố, dành cho Thực bố, dành ra cho với mẹ thì không bao nhiêu ngày là đủ. Và bây giờ thì các bà mẹ cũng đã có tài khoản Facebook nhiều hơn, cho nên là cái trend trên Facebook hay là Instagram thì nó lại càng trở nên đúng phổ biến rồi, hơn. đúng. Và hôm qua em gái thì mình cũng đăng cái tin rất vui, tức là thôi quyết định trong ngày của mẹ thì quyết định add Facebook mẹ. Tức là trước đây chúng ta sẽ lờ đi là không muốn add các bậc phụ huynh vì chúng ta cũng sợ bị theo dõi. Nói vui một chút xíu thôi. Để bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay, có một cái tin mới nhận cũng rất là hay. Khánh thì chắc là rất là vui mừng về cái tin này đúng không? Thì mình sẽ đọc cái tin đấy trước. Đấy là Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các dịch vụ khác có giá trị nhỏ, Mobi Money. Thông tin này khiến dư luận cũng đông đảo các doanh nghiệp quan tâm. Cùng với đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng khẩn trương hoàn tất các thủ tục chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 101 về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Thì đúng rồi, đây là cái thông tin cũng rất là tích cực thôi. Tại vì trước nay mọi người cũng biết rằng ví điện tử, khi mà chúng ta xài ví điện tử thì chúng ta phải buộc liên kết với tài khoản ngân hàng. Và thực sự là không phải ai ở Việt Nam cũng có tài khoản ngân hàng. Thì bây giờ nếu mà đa phần là chúng ta đều có điện thoại di động, một cái số điện thoại di động, một cái tài khoản viễn thông. Cho nên bây giờ nếu có thể sử dụng cái số di động đó để mà thanh toán những cái khoản tiền nhỏ mà bình thường chúng ta hay phải sử dụng tiền mặt, ví dụ như là mua một cốc cà phê trên vỉa hè chẳng hạn, thì cái này mình nghĩ nó rất là tiện lợi, và nó cũng có cho nền kinh tế thôi, nó giúp tăng trưởng cái việc giao dịch với nhau, mà cũng tiện lợi hơn khi mà chúng ta không phải mang tiền mặt quá nhiều trong người, thì nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Mình nghĩ đây là một sự đột phá nếu mà cái này được thông qua, một cái dự án triển khai thí điểm được thông qua, và nó sẽ là một cái sự cạnh tranh rất lớn đối với các ví điện tử nữa. Về ví điện tử thì họ buộc người ta phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Còn bây giờ những cái công ty viễn thông, những cái tài khoản số điện thoại di động thì không cần phải liên kết với ngân hàng, mà mọi người có thể sử dụng cái số điện thoại của mình để thanh toán luôn, để thanh toán các chi phí nhỏ trong cuộc sống luôn. Thì mình nghĩ đây là một tin tích cực cho kinh tế thôi. Còn cái tin thứ hai nữa cũng khá là hay, đấy là tối qua thì cũng có một cái buổi tường thuật trực tiếp sản phẩm Bifone thế hệ thứ tư chính thức diễn ra sau nhiều lần thay đổi kế hoạch vì dịch Covid. CEO người rất nổi tiếng anh Nguyễn Tử Quảng đã ra mắt thế hệ sản phẩm B86 số đẹp, người Việt Nam bao giờ cũng thích số đẹp.
lộc và có những cái chức năng nổi bật đấy là chụp ảnh đóng băng khoảnh khắc này, thả vào bể cá vẫn hoạt động bình thường này, giá thì từ 5 triệu cho đến dưới 10 triệu đấy, và có những cái khác biệt cái này Khánh cũng vừa share với Thì Minh đúng không, là có 8 cái điểm mình cũng không biết rõ là cái gì, cũng đầu tiên thế giới và nhất thế giới thì không biết là anh nghĩ sao về sản phẩm này? Cái thực ra là cái cách của anh Quảng mỗi lần anh ra mắt cái gì đó thì anh hay cứ phải nói, đôi khi là cứ phải nói quá là hoặc là gây chú ý á, nên là không không rõ là về mặt chức năng là có nó thực sự là như vậy không, bởi vì là 8 cái điểm này thì mới vừa ra mắt thôi, thì là trên mạng cũng đã có những cái bài phản biện, rồi có những cái trang họ dẫn lại là có thể là không phải là đầu tiên đâu mà ở thế giới đã có rồi. Tức là nhiều khi đó là cái cách để họ gây, cái cách để mà Bphone gây sự chú ý hay như thế nào đó, bởi vì sản phẩm công nghệ thì bây giờ mình phải thực sự xài và mình cảm thấy cuối cùng thì mình khi xài mình vẫn sẽ phải bị thuyết phục bởi chức năng thôi, chứ còn những cái lúc ban đầu ra và dùng những cái chiêu trò marketing hoặc là nói quá lên hay như thế nào đó mà người ta hay bảo anh này anh Quảng này anh Quảng nổ đó, thì là nó cũng sẽ gây sự chú ý mà thôi. Rồi đến khi người ta có xài thật hay không, người ta cảm thấy cái chức năng đó có thực sự là thuyết phục hay không, thì đến lúc đó mới biết được sản phẩm có bán được hay không. Chứ còn những cái màn ra mắt như thế này thì mình cũng đã quá quen thuộc rồi. Marketing khi mà khi mình ta ra mắt, người ta đều muốn gây sự chú ý như vậy nên riết rồi, mọi người cũng cảm như bị lờn á. Những với những lần Bphone ra mắt đều bảo là có những tính năng nhất thế giới, là lần đầu tiên, được các kiểu những cái từ khóa như vậy. Nhưng mà khi mà kiểm tra lại thì đôi khi có một số cái nó không phải như vậy, lần trước đã một lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên, thì lần này người ta lại cũng nghĩ là cũng sẽ có những cái này cái kia, nên là mình cũng không rõ là Bphone sẽ bán được bao nhiêu nữa khi mà sắp Khánh. tới. Khánh nói chuyện như kiểu một người đã bị lừa nhiều lần, không còn tin vào và tình yêu và sự nhưng mà thì mình nghĩ như thế này, một cái sản phẩm nội địa ấy, ngoài tất nhiên là cái chức năng, thực ra bây giờ cái sản phẩm smartphone đúng không, thì nó phải thông minh rồi, nó có vài cái chức năng về chụp ảnh hay là định vị chẳng hạn, thì nó phải đương nhiên có. Nhưng mà thì mình nghĩ là với một cái sản phẩm nội địa, quan trọng nhất là giá cả. Mình nghĩ là cái giá cả là cái quyết định nhất, tại vì đôi khi cái việc một cái hàng quốc tế là bởi vì nó trải qua nhiều những cái giao dịch mà nó tốn thêm tiền vào, còn khi mình được sản xuất ở trong nước ấy, cái phân phối trong nước ấy, thì nó phải giảm rất nhiều. Và để so sánh giá một chút xíu thì mình thấy có một cái điện thoại của Vingroup là V-Smart ấy. V-Smart. Thấy bảo một điện thoại Bphone thì mua được hai V-Smart. Thôi thì là cái chuyện không, thôi để nói người dùng quyết định. Phải nói cho rõ là anh mình nghĩ anh Quảng là một người rất là tham vọng, một người rất là tham vọng và có những cái suy nghĩ khác người. Và thực ra là thế hệ mình thì là không không thể nào không nhắc đến cái BKAV, là phần mềm diệt virus, nó đã gắn từ cái thời đấu rồi. Đó là sản phẩm rất là tuyệt vời của Nguyễn Tư Quảng. Và có lẽ cái cách của anh khi làm sản phẩm, là cái cách marketing hay cách như thế nào đó mà có thể nó chưa phù hợp với người dùng Việt Nam thôi, thì cái này nó cần thời gian để chứng minh. Thôi cứ sản phẩm nó sẽ chứng minh hết đúng không? Đúng rồi. Lại nói đến người Việt Nam đúng không? Lại nói người Việt Nam thì đây một cái điều rất là thiết thực ngay lúc này đó, đó là cái kế hoạch số 1749 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và Thùy Minh là đã hưởng ứng rất là tốt trong cuối tuần vừa qua, đó là người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhằm kích cầu du lịch nội địa. Trong thời gian qua thì những cái đơn vị làm du lịch đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Covid, thì đây là cái dịp để mà chúng ta kích cầu và ủng hộ. Đó là thời gian thực hiện chương trình sẽ bắt đầu từ 1 tháng 6 năm nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 trong vòng 6 tháng cuối năm nay. Và chương trình sẽ tập trung vào hai hướng. Thứ nhất là giá sẽ rẻ hơn tour du lịch thông thường, rẻ hơn 20-30%, mọi người lưu ý chỗ này. Nhưng mà chất lượng dịch vụ thì không giảm. Thứ hai là giữ nguyên giá nhưng tăng dịch vụ cao cấp cho khách. Hiện tại thì các công ty du lịch đã tung ra những cái tour kích cầu với mức giảm giá tới 70% cho các gói combo du lịch trong nước, resort các kiểu, giảm từ 20-50%. Cho nên mình nghĩ lúc này là lúc mà mọi người có thể xem xét những cái gói đi du lịch như vậy, rất rẻ, và cũng là một cách để chúng ta ủng hộ và kích cầu lại cho các công ty du lịch Việt Nam. Thì cũng là một cái tin rất là tốt cho những người mê du lịch và đang muốn gọi là xả stress sau một cái đợt nghỉ kéo dài như vậy. Nói đến chuyện dịch chuyển thì ở Thành phố Hồ Chí Minh, một tiệm hớt tóc trên xe tải đã ra đời với mong muốn đi xuyên Việt hớt tóc miễn phí, ghi lại 10.000 nụ cười cho khách và các thùng quyên góp để gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, người bệnh nặng, người già neo đơn. Được biết là xe mở cửa từ 9 giờ sáng, 8 giờ tối mỗi ngày và dừng lại mỗi điểm từ 3 đến 7 ngày với sự cho phép của chính quyền địa phương. Dự tính tuần tới xe sẽ hoạt động tại phường 8, quận Gò Vấp. Rất là dễ thương. Dễ thương đấy.
Chuyển sang một số thông tin của quốc tế thì theo NDTV đưa tin, hãng truyền thông Trung Quốc CGTN, một mạng lưới truyền hình toàn cầu của Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội Twitter, trong đó có một đoạn nhận là toàn bộ cái đỉnh Everest, cái dãy núi cao nhất thế giới là thuộc về Trung Quốc. Cụ thể là đoạn tweet này được đăng tải vào ngày 2 tháng 5 với các hình ảnh về ngọn núi Womo Langma, tên khác của núi Everest, tọa lạc tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Đoạn tweet này đã khiến cộng đồng Nepal dậy sóng đòi làm rõ sự việc. Anup Kapler, tổng biên tập của tạp chí Rest of the World, cũng là cựu tổng biên tập của Kathmandu Post, chia sẻ: suốt suốt những năm qua thì chúng tôi và nói chung là cả thế giới đều biết rằng Everest là nằm ở Nepal chứ không phải là Trung Quốc. Chắc là người ta viết nhầm mà. Tweet nhầm thì người Trung, mọi người Trung Quốc hay viết nhầm lắm, thỉnh thoảng ví dụ như bản đồ thứ hay quên điền. Đấy, bây giờ núi cao nhất thế giới cũng vào Trung Quốc luôn thì không biết là trên núi lại có đường lưỡi con gì đây. Nhưng mà lại phải rất là cẩn thận đúng không? Thì nhầm một lần xong rồi thấy không ai nói gì thì lại nhầm nữa, nhầm mãi xong cũng lại thành thật. Đấy, chuyện này mình phải rất là cảnh giác. Quay về với lại một cái câu chuyện về từ khi đại dịch Covid bùng phát thì các công ty thịt có nguồn gốc thực vật. Cái này cũng là một cái nghiên cứu rất là hay, thì mình thấy rất là hay. Có chứng kiến sự gia tăng đột biến chưa từng thấy. Theo báo cáo của một công ty Impossible tại Mỹ, vào tháng 4 vừa qua thì nhu cầu thay thế thịt động vật đã tăng vọt 272% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của một số công ty khác tại Mỹ cũng tăng từ 40-60%, khiến cho các cửa hàng thịt có nguồn gốc thực vật được mở thêm rất nhiều trên nước Mỹ. Mình nghĩ là cái khái niệm này ở Việt Nam còn phải giải thích rất là nhiều. Bởi vì khi mà Thùy Minh xem cái video về cái câu chuyện này á, thì mình nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Tại vì mọi người phải hiểu là mình rất là quen với việc là thịt đến từ các cái con vật mà được chăn nuôi, đúng không? Xong tự dưng một ngày mình thấy thịt lại đi đến từ phòng thí nghiệm thì nó là một cái và trẻ em khi mà được nếm cái thịt này ấy, thì con trẻ phân biệt rất là rõ với thức ăn mà các em đều thấy là thịt từ thực vật là cảm thấy giống với thịt nhất hơn là những thịt mà từ thịt đấy, nên là mình đây cũng là một cái trend mà xu hướng mà sớm thôi, mình nghĩ là chúng ta cũng phải cập nhật nhiều hơn. Thịt từ phòng thí nghiệm, trước đây cũng có thấy một số sản phẩm quảng cáo này rồi, mà có lẽ từ lúc mà dịch Covid bùng phát thì cái này nó càng trở nên phổ biến hơn nữa. Cũng liên quan đến bây giờ không phải là thịt mà là cá, nó là mới đây thì hải quan Hồng Kông đã thu giữ 28 tấn vây cá mập bị cắt đứt từ khoảng 38.500 con cá mập đang bị đe dọa. Đây là tình trạng buôn lậu cá mập lớn nhất tại Hồng Kông và dấy lên lo ngại về tình trạng tuyệt chủng của loài cá mập này. Chúng ta cũng có những hình ảnh trông rất là đau lòng. Cái chuyện vây cá mập thì thực sự không có giá trị gì về mặt dinh dưỡng nhưng mà lại được đồn thổi rất là nhiều, và đây là lý do mà cá mập bị giết hại rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta cũng đã chat khá lâu ở phần tin mới nhận,